rồi. This is the broken bridge. Cầu sông bé. Sông bé bridge. Cannot go over there because it was broken right here. There. I will show you. There. Down there the river. We are in sông bé now. There. Phú Giáo, Bình Dương, Phú Giáo. Phú Giáo. Won't you stay? At least until the sun goes down. When you're gone, I lose faith. I lose everything I have found. Heartstrings, violence. That's what I hear when you're by my side. Yeah, that's what I hear when you're by my side. Victory, the monument, the temporary revolution office, and many places, temples, the hospital in Loc Ninh. This was built during the French War. Yeah, the forest, waterfall, elephant. Waterfall. Yeah. Right. Bãi Tiên. Wow. It's like a the island. Oh, a kind of flower, waterfall. And more temples. Sóc Lương Pagoda. Oh, Loc Ninh Airport. Maybe some veteran, American veteran, they know that Loc Ninh Airport. Đó là khi là mình thấy nhà của dân tộc Sting nha. Nhìn mấy em nhỏ đang chơi nè, giờ qua giao lưu với mấy em tí coi. Đây nhà của dân tộc Sting là vậy nè. Kêu anh để em cầm thử cái này thôi để biết sau này đi té khỏi trước đầu gối. Trước đầu gối. Dạ. Cảm ơn anh nhiều nha. Rồi chào cả nhà nhá. Làm miếng nha. Thôi giờ đây đi lên vườn quốc gia. Gì ta? Không. Vườn quốc gia gì nè? Bùi Gia Mập hả? Bùi Gia Mập. Yeah. Khoảng 50 cây nữa phải không? Yeah. Đó, người dân ta ở đây.
Từ đây lên vườn quốc gia Bù Gia Mập chỉ còn khoảng nửa tiếng nữa. Anh em đang đứng ngay gần ngã ba. Xe để kiểm tra lại xe với lại là băng keo lại. Đây. Xe đi độ mà xe đi phường cho nên là phải băng bún cho nó cẩn thận đấy. Mời cả nhà ăn chôm chôm nha. Ê, xịt rớt cái ăn chôm à. Đây chôm chôm dưới nhà dưới quê có ký có mấy ngàn, ở đây tới 13 ngàn ký. Trồng đều không, rừng đều.
you stay, at least until the sun goes down. When you're gone, I lose faith, I lose everything I have found. Heartstrings, violence, that's what I hear when you're by my side. Yeah, that's what I hear when you're by my side. Song.